tính luôn rồi, gốc cây con này chắc phải 1 kg. Đây mà sẽ bắt lên cho các bác cùng xem nhé. Dạ vâng, em Shop Hồng Đăng lại xin chào toàn thể các bác. Thì trong một cái buổi đi đánh cầy thì cũng xin chia sẻ một chút kinh nghiệm đối với các bác mới chơi cách tìm cái dấu vết của con chồn bạc má cũng như là tìm lõng đi nhé. Thì đây là cái lòng ao này các bác này. Đây, khu vực ao trước mặt này. Thì con này nó rất cần nguồn nước nhé. Thì ở đây những cái lỗ nó xuống nó ăn và nó đào này. Nó khoáy tròn này các bác. Đấy, đây này. Rất là nhiều nhé. Đấy, quanh khu vực này thì dấu vết của nó rất đẹp này. Phần lõng của nó đây này các bác này. Đấy, lõng này. Chạy thẳng sang bên kia. Lõng này rất là đẹp luôn. Thì em sẽ đánh một cái ở đây nhé các bác nhé. Để đánh đúng một cái chỗ này. Đấy thì bây giờ thì các bác cùng tham khảo cách đánh nhé. Đầu tiên thì các bác đào cho mình một cái lỗ này. Làm sao mà nó vừa vặn với cả cái cạn này. Để bắt đầu các bác ra cạn nhé. Cái cạn này thì nó là cạn 14 cm thì nó rất là lại. Đấy, các bác phải nhẫn chân. Đây là cái lẫy là được chế bàn đạp này các bác. Các bác chỉnh cái bàn đạp cho nó vuông như này nhé. Các bác lấy một ít lá cây để phủ lên. Đấy, cái lõng này thì cũng rất mong là mai nó được cái thành quả để quay cho các bác cùng xem nhé. Đấy, cũng bắt đầu là vào đến mùa đi đánh cầy rồi. Cái này thì các bác buộc cố định vào những cái cây nhé. Đây thì cây này thì em đã ngắm rồi này. Cái con lõng này thì nó hơi rộng thì các bác lấy que các bác rào vào. Đây rào vào như này. Bắt buộc là con cầy nó phải đi vào cái điểm chết này. Rồi ok. Đấy thì lát nữa ra cái bẫy tiếp theo thì em sẽ quay cho các bác cùng xem nhé. Đấy thì địa hình nó rất là rậm rạp các bác ạ. Đấy đánh thì không quay được nhiều cho các bác cùng xem. Thì cái lõng ao này em đặt là tổng là 3 cái này. Ở trong khu vực này rất là đẹp. Thì vừa mới đặt xong một cái thôi. Các bác. Đấy, đây là một cái hàng gì không biết là con gì to lắm. Đấy nó nằm ở bên trong này. Hàng sâu á. Đấy thì em đánh một cái cửa lõng này. Đấy thì mà ngày mai thì các bác cùng chờ cái thành quả của em đánh được nhé. Em sẽ quay lên cho các bác cùng xem. Cái bẫy đầu tiên này các bác này, đấy được con cầy bạc má khá là to. Đấy thì hôm qua em đánh ở đây em giữ mùi chuối đây. Đây cầy đây. Đúng luôn rồi, gốc cây con này chắc phải 1 kg. Đây mà sẽ bắt lên cho các bác cùng xem nhé. Đấy khá là ok đấy các bác. Để đánh bằng mùi chuối rất là nhạy nhá. Yeah.
Đây các bác này. Đấy, cái bẫy đầu tiên đây. Đã được một con nhé. Đấy cạm 14 nó sập vào chân nó cũng sập rất là sâu. Bẫy chân bởi vì cạm mới. Rất là to. Đấy, bây giờ em tiếp tục đi thăm những cái bẫy tiếp theo các bác nhé. Đấy, được thì em lại tiếp tục quay cho các bác cùng xem. Tiếp tục đến cây bẫy thứ hai này các bác này. Điểm này thì đánh được một con chuột to lắm. Ở chỗ này em đánh tổng cộng là 3 bẫy theo cái sườn này. Đấy thì mùa này thì cầy cáo nó sẽ dồn về những cái eo thung lũng kiểu như thế này này các bác này. Đấy để nó kiếm mồi. Đấy thì ở đây được con chuột to quá. Đấy, đánh đúng cái lõng đẹp quá mà lại được con chuột này các bác này. Đấy nhá, chuột đây. Con này là chuột cống nhung các bạn. Đấy chuột cống nhung nhá. Nhìn nó rất là ghê luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ thu bẫy, tiếp tục xuống chỗ đoạn dưới kia để thăm thêm cái bẫy nữa. Đây là cái thành quả mà sáng nay em đi thăm này các bác này. Đấy thì được hai con chuột với một con cầy. Đây là con cầy bạc má các bác nhé. Đấy mùa này thì bắt đầu đến mùa đánh cầy bạc má rồi. Đấy con này thì kinh tế nó đem lại khá là cao đấy. Đấy một con này 1 kg thì bây giờ bán được nó khoảng tầm khoảng 300.000 đồng các bác nhé. Đấy 300.000 đồng trên một con cầy này. Còn cái con chuột đây, chuột cống nhung thì về thịt thôi. Bởi vì cái loại này thì ít anh em thu mua. Đấy chuột cỏ danh ấy, chuột trên đồi ấy. Đấy anh em nào xem được cái video này thấy hay ấy, thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh nhé. Để tiếp tục em ra những cái video đi bẫy cầy hay để cho anh em cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.